Đến nay, việc triển khai quy hoạch khu kinh tế, xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp đang được triển khai tích cực. Toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp, trong đó 3 khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 3 khu còn lại đang triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. 44 trên 49 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 41 cụm đã quy hoạch chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho 18 nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000 cho 26 khu chức năng trong khu kinh tế Thái Bình. Đến nay, hoạt động của 218 trên 293 dự án tại các khu kinh tế và các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động kinh doanh hiệu quả.